Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Mấy hôm trước thì có một người anh em thiện lành đã comment, đó là nói rằng mình thử so sánh chai Aramaico Profumo và Gel Homer Intense đó. Thì mình xem lại những video thời gian qua của mình thì nói thật là mình đã khá lâu rồi. Đó, khá là lâu rồi mình không làm một video nào so sánh giữa hai chai với nhau. Và mình nghĩ rằng hôm nay chúng ta nên đổi món. Hôm nay chắc chắn chúng ta, anh em mình sẽ phải ăn một cái món nó thay đổi đi một tí, đó. Do vậy, trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video so sánh giữa hai mùi hương có thể gọi là rất khó để mà nhận định chai nào hơn. Một sản phẩm của nhà Armani, Armani Code Profumo, đó, và Dior Homme Intense. Chúng ta các anh em nhìn thấy nha. Ok. Mình sẽ phân tích cho các anh em từng chi tiết một. Ví dụ như về hiệu năng, về độ mùi hương, độ thu hút, dựa trên cái, nói chung là cũng chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì nếu mà các anh em đang quyết định tìm hiểu hai chai nước hoa này thì mình hy vọng rằng sau cái video này mọi người sẽ có thêm một cái thông tin để mà quyết định lựa chọn chai nước hoa nào. Ok. Và nếu như các anh em có lần đầu xem channel này của mình thì mình hy vọng mọi người hãy bấm like và subscribe để chúng ta có thể có cơ hội được gặp lại nhau nhiều hơn nữa. Đó. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của hai chai nước hoa này. Đầu tiên, anh em mình nói Armanico Profumo. Như mình vẫn nói ở các video trước, đây là một phiên bản flanker mình đánh giá cao nhất trong cái line của nhà Armanico đó. So với cái phiên bản người tiền nhiệm thì Profumo nó tốt hơn rất là nhiều với cái tông mùi của da thuộc của đậu tonka. Nó tạo nên một cái mùi hương ngọt và rất là hơi dày. Nó thú vị hơn so với chai phiên bản đời đầu. Và một cái mùi hương rất là linh hoạt sử dụng trong mùa đông. Ở cái mùi hương này khi mà các anh em xịt thì chúng ta sẽ vẫn thấy có một người đàn ông trưởng thành và một người đàn ông có một cái chút, một cái sức thu hút không hề là thua kém bất kỳ một gã trai nào cả. Đó, thì mình nghĩ rằng khi mà sở hữu chai nước hoa Armanico Profumo, điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta đang sở hữu một cái họng súng rất là đa năng, rất là đa dụng. Đó, thì cho một điểm, mình sẽ cho một điểm với Profumo. Còn với Dior Homme Intense, ở chai nước hoa này nó khác với Profumo là ở có một cái nốt rất là thú vị, đó là hoa diên vĩ. Thì khi mà chúng ta xịt xong khoảng tầm từ 30 đến 45 phút cái dry down của nó, thì bên cạnh cái vị ngọt, chai này cũng có một vị ngọt nhưng nó có một cái chút phấn ở cái dry down chai nước hoa này, thì nó gợi lên một cái mùi hương nó rất là sexy, sexy theo đúng nghĩa của nó luôn. Profumo nó có một cái sự thu hút, thế nhưng nó không phải là một cái sự cởi mở, nó không phải là một cái gì đấy nó hơi gọi là một gã trai ga lăng đó. Nó giống như kiểu một anh chàng bản lĩnh đã trưởng thành và có một cái sự thu hút ngầm. Còn với Dior Homme Intense thì lại khác, bởi vì nó cứ sử dụng đốt hoa diên vĩ cho nên ở đây đôi khi nó là một cái gì đấy, một gã đông doanh hoặc là một anh chàng rất là hay thích chơi hoa ghẹo nguyệt, một cái kiểu như thế. Và đấy cũng là một cái điểm mạnh của Dior Homme Intense. Do vậy mình sẽ cho mỗi chai nước hoa một điểm đó. Điều thứ hai chúng ta sẽ so sánh đó là reform mùi. Thì ở đây Armani Profumo chắc chắn là mạnh hơn rất là nhiều với Dior Homme Intense. Mình thực ra thì có thể là với Profumo cũng đã có những cái batch bị reform mùi, bởi vì chúng ta không thể tránh được với cái xu thế hiện tại, đó là thông thường một sản phẩm sau 3 năm thì sẽ bị reform mùi. Thế nhưng điều chắc chắn rằng Dior Homme Intense hiện tại còn nhiều lời dị nghị về reform mùi hơn là so với Armani Profumo đó. Và cái tiêu biểu là các anh em hiện tại thường rất là thích tìm những chai tầm từ 16-17 đổ về, còn thì mọi người có vẻ không quá hào hứng với phiên bản 2020 hoặc 21, đại khái là những phiên bản mới. Mình thì mình đã được ngửi một phiên bản mới thì mình nói thật là
Tất nhiên thì nó có một cái chút thay đổi, thế nhưng nó không phải đến nó quá là tồi tệ đó. Thế nhưng mà có thể là với các anh em thì chúng ta cần một cái gì đấy nó cầu kỳ hơn, thì chúng ta vẫn thích những phiên bản cũ. Còn với Core Profumo thì mình không có nhiều thông tin là họ đã reform mùi. Do vậy về cái độ reform mùi, mình cộng cho Armani Code 1 điểm, bởi vì cái tính ổn định mùi hương của nó tốt hơn so với Dormer Intense đó. Điểm thứ ba về hiệu năng mùi, có thể nói rằng hai chai nước hoa này gần như là ngang nhau. Tất nhiên thì về cái độ bám tỏa nó còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người đó. Chúng ta không thể nói rằng là chắc chắn là chai này hơn hoặc chắc chắn chai này hơn, nó còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Thế nhưng ở trên da của mình thì mình đánh giá hai chai nước hoa này là ngang nhau đó, về hiệu năng của mùi, về độ bám, về độ tỏa, nói chung bla bla bla, những cái về hiệu liên quan hiệu năng của mùi thì mình đánh giá rằng Core Profumo và Dormer Intense là ngang nhau. Do vậy mình sẽ cho mỗi chai 1 điểm đó. Và cuối cùng đó là sức thu hút, thì mình vẫn nói rằng ở những video mình đã làm, Core Profumo nó vẫn có một cái sự thu hút cho những anh em nào xịt và các chị em ngửi, thì chúng ta vẫn nói, chúng ta các anh em vẫn comment đó là bạn, các bạn nữ vẫn có một cái phản hồi rất là tích cực khi mà ngửi mùi hương của Core Profumo đó. Thì mình cho rằng 1 điểm dành cho sản phẩm của nhà Armani. Còn với Dior Homme Intense, tất nhiên rồi, nó cũng có cái sự thu hút, nhưng ở đây mình đánh giá một chút nhỉnh hơn của Dior Homme Intense. Bởi vì sao? Ở phiên bản cái mùi hương của nhà Dior này, đôi khi mình cảm thấy nó có thể phá cách được. Với Armani Code thì cái tông mùi của nó vẫn là một anh chàng rất là lịch sự. Tất nhiên anh ta có thu hút, nhưng anh ta vẫn là cái một cái gì đấy nó rất là manly và lịch sự. Còn với Dior thì là một cái câu chuyện khác, bởi vì cái tông mùi của nó có một cái chút phấn, thì nó sẽ gây một cái ấn tượng rằng không bị giới hạn bởi một cái rào cản nào cả đó. Chúng ta có thể thích đang ngồi lịch sự, chúng ta có thể nhảy lên để quẩy lên để vui trọn đêm nay với các anh chị em. Trong khi với Armani Code Profumo thì mình nghĩ rằng nó không quá hợp với những cái kiểu như thế. Thì ở đây mình đánh giá thêm nửa điểm nữa cho cái sự phá nếu như muốn của những ai xịt mùi hương của Dior Homme Intense đó, thì Core Profumo 1 điểm và Dior 1 điểm rưỡi đó. Cuối cùng, với quan điểm cá nhân của mình, nói thật là mình vẫn thích Dior Homme Intense hơn. Nói chung nó chỉ là một cái gu mùi cá nhân mà thôi, chứ không phải là ghét hay là ghét bỏ hoặc là thù hằn gì với Core Profumo. Nó chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân. Do vậy mình sẽ cho thêm nửa điểm nữa với Dior Homme Intense. Tổng quan lại, đây là hai chai nước hoa rất đáng để sở hữu đó, rất đáng để sở hữu. Còn cái phụ thuộc và tùy gu mùi của các anh em, chúng ta quyết định là nên sở hữu chai nước hoa nào. Còn cái gì mình cần phân tích thì mình đã nói với các anh em ở đoạn đầu video rồi đó. Thì vừa xong, mình vừa có một cái so sánh ngắn giữa hai sản phẩm của nhà Dior và Armani. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.